Sao mặc áo đen không? Tại vừa mới đi dự đám tang về, tự nhiên mình thấy có cảm giác, nói chung là ai cũng vậy thôi. Đi đi đám tang thì đâu có ai vui đâu đúng không? Cảm thấy rằng nghe cái bài xong về, ngồi nghe cái bài hát này thấy nó đúng cái tâm trạng của mình. Thì chết là một sự công bằng của nhân loại, đúng không các bạn? Mình đi đám tang về, đâm ra tâm lý nó cũng hơi bị ảnh hưởng một tí, cho nên lên đây ngồi tâm sự loài cua biển với tất cả mọi người. Nói gì? Chào Lan Nguyễn nhá. Em chào chị, chào tất cả nhà, chào bác Peter Nguyễn, chào Uy Nghiêm, chào tất cả mọi người. Chào Lê Xà lên chức bà nội mà còn thiên lắm. Nói chung là mình thì lúc nào cũng nghĩ rằng cuộc sống này mà vui thì cũng phải sống, buồn thì cũng phải sống. Thì giữa vui và buồn tại sao mình không chọn cái vui để mình sống, đúng không? Mình cứ cởi mở đi, cái chuyện gì á, nó cũng sẽ qua đi. Và cái bản thân mình á, thì đã trải qua rất là nhiều sóng gió. Thì cái con người mà được tôi luyện rồi á, thì cái tâm lý rất là giống như là mình cảm thấy mình qua được những cái sóng gió đó rồi ấy, thì con người mình nó trưởng thành. Cho nên không có cái gì mà làm cho mình có thể là giống như là áp đảo được mình.
Đôi khi đương nhiên con làm người mà phải có cái tâm trạng thì cũng có một tí thôi, thế nhưng mà mình suy nghĩ mình mở đúng thật, con người ai cũng phải đến một cái ngày chết đi, nhưng mà mỗi con người nhìn một cái chết ấy, nó một cái cách khác. Thì mình nghĩ rằng ấy, cuộc sống ngày hôm nay mình cứ vui vẻ đấy, kệ cha nó, muốn cái gì xảy ra nó xảy ra, đúng không? Mình cứ có đủ ăn đủ đủ mặc đủ này kia các thứ là được rồi. Cho dù mình cứ ngồi đây mình suy nghĩ, mình hằn học, mình tức tối, mình đau khổ cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu, đúng không? Cho nên là lý do mà mọi người cứ bảo mình là ô sao nên chức bà nội rồi trẻ thế, cũng có thể là do cái ảnh hưởng cái cuộc sống của mình biết biết bỏ ra ngoài những cái gì mà nó phải bận tâm, mình bỏ gạt nó sang một bên, mình không có cho nó nhồi nhét nó vào đầu, hoặc có cái chuyện gì mình tìm bạn bè rồi tâm sự rồi nói chuyện hay là khuây khỏa thế thôi, thì mình nghĩ rằng nó sẽ vui vẻ hơn. Cuộc sống vô thường mà chị, sinh lão bệnh tử là quy luật rồi, đúng rồi. Cho nên là giống như là mình thấy rằng cái đi cái vèo một cái đã mấy chục năm rồi, đúng không? Nhiều những người mình gặp lại mấy chục năm mà đôi khi mình người ta nhận được ra mình không nhận được ra người ta, đúng không? Tại vì cái tính của mình á, thì mình ít ít để cái gì nó sâu đậm vào trong đầu mình lắm, cho nên là mình hay quên những cái người mà không hay thường gặp mình á, mình không hay để ý những người đó, cho nên là khi mà gặp lại á, mình phải ngừng một lúc xong mình mới nhớ lại, mới nục trong cái hồ sơ ở cái đầu mình ra, thì bắt đầu mình mới lục ra thì mình mới nhớ, ồ cái người này là này là này. Rất là nhiều người gặp lại mình gặp nhận được ra mình mà mình không nhận được ra ai đó, tại vì những cái người đấy nó không tác động đến cái cuộc sống của mình, không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, cho nên mình không có nhớ được những cái người đó. Sắc sắc không không thật thật giả 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 thật thật, cho nên mình mới thấy rằng ấy, ai cũng phải chết thôi, mà chết nó là một cái sự công bằng của nhân loại, xấu cũng phải chết, đẹp cũng phải chết, giàu cũng phải chết, nghèo cũng phải chết, sang cũng phải chết, hèn cũng phải chết, đúng không? Cho nên cái chết đó, nó nếu mà mình nhìn cái chết một cách bình thường thì nó sẽ là bình thường, nhưng nhiều người có khi người ta bệnh tật hay là cái gì đó người ta nghĩ ôi thôi tôi bệnh tật thế này tôi suy nghĩ nhiều rồi sẽ ảnh hưởng đến cái bệnh tật của mình nữa và ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình nữa, cho nên là nó rất nhiều cái để cái đầu mình nó làm cho cái con người mình sẽ càng ngày càng tàn tạ đi là như vậy. Chào chị Đông Hương. Chào tất cả mọi người nhé. Mình tại hôm nay gặp nhiều người quá, mà nhiều người thì nhận được ra mình mà mình thì cứ đơ ra như là cái gì á. Thế một lúc sau bắt đầu mới nhận được ra, thì tại vì ở cái khu mình ở này, tại mình sống mấy chục năm rồi cho nên quay đi quẩn lại tất cả mọi người đều biết nhau hết. Nhưng mà tại vì cái thời gian nó không có giao tiếp với nhau, không có gặp nhau nhiều rồi này kia các thứ, cho nên là mấy chục năm rồi nó quên sự nó hết đi, chẳng nhận được vào người nào hết. Thì nói chung là những cái người mà người ta sống đến già già rồi mà người ta bệnh tật ít ít xong người ta đi, cái đấy là cũng là một cái phúc của mấy cái người đó. Chứ còn mình nghĩ cái bọn mà ba que lại lại xoay về ba que, không có ba que không chịu nổi, hình như mình yêu chúng nó hay sao, nó nghĩ làm gì cho nó vận cái khổ vào chính bản thân mình, đúng rồi. Nhưng mà có như cái cá tính mỗi con người mỗi khác à, có những người người ta suy nghĩ được ấy thì người ta sẽ không có vướng bận vào những cái chuyện đó, nhưng mà có những người người ta không có thoát được ra ấy, thì người ta
cứ suốt ngày người ta nghĩ, người ta sợ cái này, người ta sợ cái kia, rồi người ta không thoát được ra, rồi thành ra cái người giống như là bị bệnh tự kỷ á. Rồi người ta cứ sợ sệt, rồi cái gì cũng sợ, cái gì cũng suy nghĩ, cái gì cũng bỏ vào trong đầu. Chẳng hạn như đi ra ngoài đường nhìn thấy ai có cái gì á, người ta nhận, người ta nhớ mãi, người ta ví dụ như mặc cái bộ quần áo hay là cái gì đó, cái gì mà người ta sẽ để ý hết, xong rồi người ta để vào trong đầu người ta nhớ được hết. Cái đấy cũng hay, cứ như mình ấy, dễ bị mất trí tại vì những cái gì mà không có ảnh hưởng đến mình, không có cái gì đến cuộc sống của mình mà không va chạm vào cuộc sống của mình thì mình sẽ không để ý đến những cái thứ đó, những hoặc là những người đó, cho nên mình hay bị quên đó. Cho nên là đôi khi chửi nhau, cãi nhau hay là nhớ những cái đó cũng là một cái tốt cho cái đầu óc của mình đó. Nó nghĩ. Xin chào chị, chào Trần An, chào tất cả mọi anh chị em. Hôm nay chủ nhật, bây giờ là mấy giờ ở Việt Nam nhỉ? Có ai ở bên Mỹ không? Bây giờ bên này 9 giờ. Ở bên Việt Nam là 6 giờ vậy không? Giờ đang ăn cơm. Bên Việt Nam mùng 1 tháng 4. Ngày 19. Làm sao? Tháng này tháng 5 rồi mà. Âm lịch mặc áo đỏ cho rực rỡ cả tháng đi. Tại vì mình vừa mới đi đám tang về thì mình ngồi đây vừa mới uống xong bát canh, ăn xong bát canh, thế là ngồi đây mở ra nói chuyện cho đỡ buồn tí, tâm sự loài cua biển. Có ai có cua ghẻ gì không, nói comment vào đây để nói. Nghèo ăn ít giàu ăn nhiều, chứ có phải cứ giàu mới sướng. Đúng rồi, nghèo, cái nghèo ấy, khi mà mình nghèo mình muốn ăn thì không được ăn, đúng không? Thế còn cái người giàu ấy, có tiền ấy, có thể ăn được bất cứ thứ gì nhưng mà lại không dám ăn. Đó, nó lại hay như thế. Cái cho nên mỗi con người mình tự suy nghĩ mình cái mục đích của mình như thế nào, mình muốn được cái tâm tư nó thoải mái hay là mình muốn có nhiều tiền để làm gì, cái mình phải nhìn vào cái mục đích, mục tiêu của chính bản thân mình, đúng không? Bây giờ các bạn thấy không, người thì làm chặt vảy ra để kiếm miếng để ăn mà nhiều thứ muốn ăn cũng không được ăn, nhưng có những người có nhiều tiền thì lại không dám ăn. Tại sao? Tại vì họ ăn vào sẽ thêm bệnh tật, chẳng hạn như mình ăn nhiều quá thì béo quá rồi nó sinh ra bệnh này bệnh kia. Thế đó, đó là cái lý do mà không dám ăn và không được ăn, nó ở cái chỗ đó. Cho nên sướng nó, nghèo nó cũng có cái sướng của nghèo, mà giàu nó cũng có sướng của giàu, nhưng mà nghèo cũng có cái khổ của nghèo, mà giàu cũng có cái khổ của giàu. Bên Việt Nam là 6 giờ chiều. Đúng rồi, bên này 9 giờ. Hơn 3 tiếng chạy vênh vênh 3 tiếng. Bị vênh 3 tiếng. Em bán vé số giờ cũng đang ẵm, đang ăn cơm tối nè. Ừ, thì chị nghĩ là cái tầm này ở Việt Nam đang ăn cơm. Mình vừa đi về xong, vừa đói quá, vừa mới vào húp một bát canh rồi. Nấu nồi canh to tướng để đấy, kêu cả họ tới ăn. Gút là bệnh nhà giàu. Ừ, bệnh tim này, bệnh cao máu, cao mỡ, rồi bệnh tim, bệnh gì ấy, toàn bệnh nhà giàu thôi. Tại vì ăn nhiều quá thì bị bệnh đấy. Thế mà mình nghèo ấy thì mình vận động, mình cơ thể của mình phải làm ăn thì những cái người đấy lại khỏe, ít bệnh tật. Cái trò đời ấy vậy thôi. Đó. Nhưng mà mình giàu có thì nó lại sinh ra nhiều bệnh tật. Đó. Ăn thì ăn nấm, xong bắt đầu nó mới đẻ ra nấm bệnh. Thì cái tiền của mình ấy, làm được ra đó, kỳ cọp vào ấy để mà chữa bệnh. Đó. Cho nên người ta mới có cái câu nói rất là hay là lúc trẻ thì bán sức khỏe, mà lúc già thì bỏ tiền ra để mua sức khỏe. Lúc trẻ
thì bán sức khỏe để lấy đồng tiền, mà lúc già thì lấy đồng tiền để mua sức khỏe. Mua thuốc này. À, lấy tiền để mua thuốc này. Rồi nếu mà chịu khó thì lấy tiền đi đi tập gym. Tập gym, đi làm gym. Sống ở đời biết điều tiết cuộc sống của mình là sướng nhất, chính xác. Có nghĩa là mình xách được bao nhiêu cân thì mình chỉ xách từng đấy thôi, mình đừng cố quá. Cái khả năng của mình đến đâu thì mình làm tới đó. Với lại mình phải biết hài lòng với cái cuộc sống của mình. Chẳng hạn mình cũng đã nói rồi, chẳng hạn như mình đi cái xe xe đạp thì đúng mình nghèo, mình không có tiền mình mua xe hơi xe xe máy, nhưng mà mình tự an ủi mình ở đi xe đạp cho nó khỏe đó. Thế là mình hài lòng với cuộc sống của mình và mình đi khỏe, thì cái sức khỏe của mình nó là cái quan trọng nhất của cái cuộc đời, đúng không? Không có cái gì mà quan trọng bằng cái sức khỏe của mình cả, đúng không? Mình cố gắng để kiếm tiền. Đương nhiên cái nếu cái bản thân cái khả năng của mình xách được bao nhiêu ký thì mình xách từng đấy ký, đúng không? Nhưng mà mình cố gắng mình chỉ nhìn vào cái đồng tiền thôi, mình không nghĩ đến thứ khác. Thì nói chung là sau này có giống như là mình chỉ vì tiền thôi, lúc mình có nhiều tiền rồi mình quay ra lúc đó ta đã già. Đúng không? Nhiều tiền rồi. Đó. Cho nên chúng ta phải biết điều hòa cái cuộc sống của mình thì nó sẽ vui vẻ hơn. Chị Lisa nói về việc xem xét kỷ luật. Hàng loạt quan chức cao cấp đi. Chị Lisa nói về việc xem xét kỷ luật hàng loạt quan chức cao cấp đi. Nếu mà nói về cái chuyện đó thì quan hay là tướng hay là quân gì đi chăng nữa, nếu mà phạm pháp đều phải lôi ra để mà xử thôi. Cái đó là đương nhiên rồi, đúng không? Mà cái thời buổi này càng ngày kinh tế thị trường rồi con người nó càng ngày nó càng đi lên, thì người ta phải 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 xem xét vào những cái trường hợp đó để mà làm gương cho những cái kẻ khác. Bây giờ ví dụ như là những cái hành động chẳng hạn như nhiều người người ta đi chụp lén, người ta chụp những cái người công an hay là những cái nhà báo người ta đi chụp để người ta lấy bằng chứng những cái người công an cảnh sát hay là cái gì ăn hối lộ. Cái đấy cũng là một cái rất là hay. Đúng không? Ví dụ như là mình chụp được nén cái những cái người làm đó mình đưa lên mạng để cho chính quyền chẳng hạn như là xử lý cái người đó, hoặc là có bằng chứng các thứ, cái đó cũng là một cái rất là hay. Và khi làm như vậy á, thì những cái người cảnh sát sẽ tự hiểu rằng xung quanh mình đều có con mắt hết, đúng không? Đó. Nhưng nói đi thì phải nói lại, những người cảnh sát mà ăn hối lộ, những người ăn hối lộ ấy, tại sao những cái người mà kia lại đưa tiền cho người ta, đúng không? Cái ở bên hải ngoại này người người hối lộ tội nặng hơn người ăn hối lộ đó, toàn người chọn việc nhẹ nhàng xong lại đi tập thể dục lại vất vả hơn. Đúng rồi. Chẳng hạn như mình đây, ai cũng thấy mình ở nhà đâu có làm ăn gì, nhưng mà ngày nào mình cũng phải đổ mồ hôi đó, tập luyện để làm gì, mình cũng phải đầu tư cho cái sức khỏe của mình, đó là một cái đầu tư, đúng không? Mình chứ mình đâu có được bảo là ngồi không thế này đâu. Mình người ta bảo là tập thể dục sướng hay là ô mày sướng hay mày chỉ việc tập ở nhà tập thể dục này kia cái thứ, mà mấy người thử tập thể dục xem nó có sướng không, bắt buộc phải tập thôi. Đổ mồ hôi sôi nước mắt nên vất vả lắm, các bạn đừng tưởng đâu khổ như gì ấy, ngày nào mình cũng phải tập, không tập thì không được đó. Con người cũng chẳng biết được ngày hôm nay mình ngồi đây ngày mai mình bùm một cái chết lăn ngoẻo ra, cái chuyện đó không ai nói trước được, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Những ông quan chức
Những ông quan chức mà bị kỷ luật thì không bằng bác thợ xây. Nói về đạo đức là sao? Nếu mà những cái người quan chức mà nộ liễu quá thì đương nhiên cũng phải bị kỷ luật chứ. Mà cái thời buổi bây giờ đâu có như ngày xưa đâu mà có thể mà ngậm bồ hòn được. Đúng không? Bây giờ cái thời buổi này các bạn phải suy nghĩ rằng á, bây giờ nhà báo thoải mái đi tìm những cái gì, nó chỉ cần tìm những cái tin tức đó để nó đưa lên, để nó quảng cáo thôi, nó ăn tiền thôi. Thì bây giờ nó chỉ đâm vào, nó đi tìm những cái đấy thôi. Cho nên nhà báo cũng có cái hay của nhà báo, có những người nhà báo như thế để cho những cái người quan chức này kia các thứ, họ cũng phải kiêng chứ. Họ cũng phải nghĩ rằng ồ, mình làm cái này không cẩn thận, nó bây giờ những cái gì nó rất là hiện đại, máy ảnh rồi máy chụp trộm rồi everything, nó có thể làm được đúng không? Nhiều khi vợ chồng còn lắp máy ảnh ở nhà để theo dõi vợ chẳng hạn vậy. Nó chỉ cần bé tí bằng cái cúc áo này thôi, nó có thể xem được mình. Mà mình đâu có biết hàng triệu người, mình đâu có biết ai là ai đâu. Cho nên cái đó nó cũng rất là hay. Cái đó là một cái mà chống chống tham nhũng, chống hối lộ, chống những cái kẻ gian rất là nhiều đó. Cho nên các bạn đừng có suốt ngày chỉ nghĩ là người ta ăn hối lộ, người ta ăn hối lộ. Một cái thằng nó ăn hối lộ nó cũng phải biết suy nghĩ chứ, đúng không? Nó cũng phải biết, nó khôn nó cũng phải biết để cho nó một con đường nó đi chứ. Nhưng mà các bạn phải hỏi lại chính các bạn, tại sao các bạn lại đi hối lộ cho người ta, đúng không? Xong rồi quay ra chửi, ghét, đưa tiền cho mình sai trước, mình đi mình làm sai trước, xong bắt đầu mình quay ra mình hối lộ. Tại vì cái hối lộ đó là mình biết là mình sai cho nên mình mới hối lộ, đúng không? Con người, cái người Việt Nam mình á, già họng lắm, già mồm lắm, to mồm lắm. Kể cả là không sai cũng vẫn cứ cãi, kể cả là sai vẫn cứ cãi cho bằng được đó. Cho nên là họ có đưa tiền là họ biết là họ đã sai tét lè ra rồi, cho nên họ mới hối lộ chứ. Hối lộ đó là một cái hình thức mà làm cho những cái bọn nó ăn hối lộ, cảnh sát nó ăn hối lộ, nó đấy là vẽ đường cho hươu chạy rồi. Tự mình phải hỏi mình, chính mình đi đã, đừng có trách ai. Đúng, những cái cảnh sát này kia các thứ ăn hối lộ là không đúng, thế nhưng mà mình phải hỏi mình trước. Bây giờ toàn mọi tất cả mọi người hãy làm đúng pháp luật đi, mình đi đúng hướng, mình đi này kia các thứ, ai vặn vẹo được mình, đúng không? Làm đúng trước đi đã. Những ông quan chức tham ô hối lộ là phá hoại chính gia đình nhà họ. Đúng rồi, nếu mà rồi sẽ có một ngày à, mình đã chứng kiến rồi chứ không phải là không. Mình cũng sinh ra trong cái xã hội đấy, mình cũng hiểu, mình cũng chứng kiến trực tiếp mắt mình nhìn thấy. Và đến bây giờ cái người đó nó gặp những cái gì mình cũng đã nhìn thấy. Cho nên là các bạn đừng có lo những cái chuyện đấy. Hơn nữa chính phủ Việt Nam người ta khôn lắm chứ, người ta đâu có ngủ đâu. Đúng ra sai từ người đưa hối lộ chứ còn gì nữa. Giống như bây giờ nhé, mình đi về Việt Nam ngày xưa đấy, mình đã kể rồi, tại sao các ông các bà lại đưa tiền kẹp vào quyển quyển hộ chiếu để làm gì? Lý do tại sao? Hả? Xong lại tự mình bào chữa cho mình là mình mà không cho nó tiền thì nó lục tung đồ mình lên. Đó. Đấy. Xong rồi về đây lại quay ra chửi người ta. Mình muốn đi nhanh. Cái đó là do mình đã. Mình muốn đi nhanh, mình muốn không có rắc rối cái gì, mình không muốn cái gì, xong mình kẹp tiền vào cho người ta. Cái đấy là mình sai trước đã, đúng không? Tại sao mình làm như vậy? Đó. Mình phải hiểu được cái luật pháp nó là gì. Nó bắt buộc nó phải, nó cảm thấy nghi ngờ nó vẫn cứ mở ra nó xem. Nó mở ra nó lục tung lên để nó kiểm tra. Như mình đây, mình mang đồ về Úc này, mình phải khai, thì nó cho mình ra một cái đường khác mình đi. Xong vào nó lục,
đồ của mình xem mình mang những cái thứ gì. Đó. Bản thân đã sai lè ra rồi, các ông các bà ở bên này nhá, mình đi sang Thái á, nó đề cái rõ ràng cái chữ là no tip please, là không không có cho tiền 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 bo đấy, mình gọi tiền bo. Bây giờ mình lại nói đến tiền bo. Tiền bo là tiền gì các bạn? Các bạn trên này cho mình biết là tiền bo theo các bạn nghĩ là tiền gì? Có phải tiền thưởng không? Đúng không? Mà khi tiền thưởng ấy thì có nghĩa là cái người người ta phục vụ cho mình, người ta phục vụ cho mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy là hài lòng thì mình bo, đúng không? Nhưng có những người ấy, người ta làm xong rồi người ta đòi tiền bo. Đó. Cái đó là mình cự ạ. Mình cũng về một lần mình về Việt Nam có một cái con bé mình đi massage thì đưa giá là từng đó mình hỏi rồi. Thì nó nói tiền từng đó, xong nó làm xong nó hỏi tiền bo. Thì mình bảo tại sao phải cho tiền bo? Xong nó kiểu như nó bắt, nếu mà đừng có làm như vậy có thể mình cho. Nhưng mà nó lại hỏi tiền bo. Cho nên mình bảo mình không, tại sao phải cho cái tiền đó? Cái tiền bo là tiền tự nguyện của người ta cảm thấy hài lòng với cái dịch vụ bạn làm cho tôi thì tôi cảm thấy hài lòng, tôi thưởng cho bạn. Chứ không, cái tiền đó nó không nằm vào cái tiền mà trả. Còn ở bên Mỹ nó khác các bạn nhé. Bên Mỹ ví dụ như mình nghe nói thôi, không biết có phải không, nếu ai ở Mỹ thì xác nhận cho mình là những người đi đi làm ví dụ như đi bê phở hay đi làm trong nhà hàng ấy, là bắt buộc cái người ăn phở phải trả 10% tiền bo cho cái tô phở của mình ăn, đúng không? Thì cái người đi làm ở cái đấy nó chỉ có cái tiền của cái người mình cho 10% thôi, chứ nó không được cái tiền nương như ở bên Úc này, người ta đi ăn ít người cho tiền bo lắm. Cái người ở bên Úc này này, ví dụ mình đi ăn phở vào 13 đồng một bát thì trả 13 đồng. Ít khi mà người Việt Nam mình cho tiền bo lắm. Có cho, trừ khi ở trong nhà hàng người ta ăn nhiều, nhất là người Trung Quốc, người ta hay cho tiền bo. Người Trung Quốc bên này ăn xong người ta hay cho tiền lẻ, hay cho bao nhiêu đó. Thì cái đó người ta cho. Nhưng mà bên này đi ăn bát phở hay là cái gì đó thì người ta không cho tiền bo. Nói 13 đồng là người ta cho 13 đồng thôi. Còn mình nghe nói hình như ở bên Mỹ là phải 10% tiền bo, đúng không? Thì mới nhận. Răng cờ đỏ bị phản đối, hoa hậu gốc Mỹ gốc Việt đại diện Việt Nam thắng vương miện Miss 2019. Cái tin này như ông nọ ông gì ông nói rồi. Tiền bao chứ không phải tiền bo. Hình bao không phải, bao là theo người miền Nam, là bao là có nghĩa là mình bao người ta ăn. Còn tiền bo là theo như người miền Nam mà nói, tiền tip là tiền bo, có nghĩa là tiền tiền thưởng ấy, tiền cho đó. Thì người miền Nam nói là bao á, là tao bao mày ăn, hôm nay tao bao. Đó. Còn người miền Bắc thì nói là hôm nay tao mời mày, hay là tôi mời anh, hay là tôi mời, hay là mời gì đó, mình trả tiền gọi là mời người ta. Còn người miền Nam á, gọi là bao, bao hết ấy. Còn tiền bo là tiền thưởng. Cái gì tin mới nhất, nhận răng cờ đỏ bị phản đối. Bọn nào phản đối lại đập vào mồm mõm chúng nó cho nó chết hết đi. Chúng nó cứ cứ nghĩ là những cái người mà người ta sang bên hải ngoại là phải theo cái cờ ba sọc đó. Đó. Mình đâu biết cờ ba sọc và cờ mẹ gì đâu. Mình là cái người sinh ra trong chế độ cờ đỏ sao vàng. Mình chỉ biết cờ đỏ sao vàng thôi, mình đâu biết chúng nó là ai đâu.
Với lại hơn nữa chúng nó sang đây là chúng nó cứ 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 làm như là những người sang đây là phải là của cái người chúng nó, là phải theo chúng nó. Cái lũ điên đấy, bây giờ người ta không mang cờ đỏ sao vàng, không nghĩa người ta mang cờ ba sọc đỏ. Tiền bao chứ không phải tiền bo. Chưa có ý thức xếp hàng vào lớp. Xếp hàng vào lớp á. Đến bao giờ người Việt Nam mình mới tự ý thức được là đưa hối lộ là sai nhỉ? Cái đó nó thuộc về cái lợi ích chứ không phải nó thuộc về cái ý ý thức con người hay là cái gì, người tại vì người ta tham, người ta muốn được lợi về người ta. Ví dụ bây giờ như là mình về Việt Nam, mình nghĩ rằng mình mang bao nhiêu cân, mấy chục cân hành lý, thì mình đã mang những cái đồ đó trước khi mình mang về, mình phải đọc hết những cái quy định ở trong cái giấy mà mình đi luật lệ ở trong cái vé máy bay đó, mình được mang bao nhiêu ký và mang những cái hàng gì, những cái hàng quá đắt tiền trên bao nhiêu tiền mình phải đóng thuế, hoặc là những cái hàng hàng gì mình không được mang vào cái đất nước này, hoặc mang những cái đồ gì mà quá đắt tiền mà vào trong đó mình phải khai báo đàng hoàng. Đó, mình phải đọc hết. Ở bên này á, sai chỉ cần một câu thôi là chết rồi. Cho nên là cái đó là một cái mà về kiến thức là mình phải cần học hỏi. Còn cái người mà người ta muốn hối lộ á, chẳng qua là người ta muốn lợi vào cái bản thân người ta, đúng không? Cái sự thật nó là như vậy. Người Việt Nam mình là hầu như là như vậy, ai cũng muốn lợi về mình hết, cái đó là chuyện bình thường. Đó, khi mà người ta đưa tiền người ta hối lộ, tại vì người ta muốn được được cái lợi ở người ta, cho nên người ta đưa tiền cho cái người đó để cho người ta làm việc cho mình, cũng giống như tiền tip á, đúng không? Mình cảm thấy là làm con bé này nó làm nhiều thì mình thưởng cho nó tiền, đó nó gọi viết nhầm bo thành bao. Ba ba là tiếng gì? Bao chứ đâu phải ba ba đâu. Bọn ba sọc bây giờ thử xem được bao nhiêu người, hình như ba sọc chết hết rồi, đâu thấy đứa nào vào đây. Ba bao bọn ấy nó viết cả nhạc hay nó chửi mình nữa, các bạn thấy không, nó bị điên hết rồi. Mình cũng bị điên, mình bị điên tại vì mình nhìn thấy chúng nó là mình ghét chúng nó, mình chửi. Thì nói chung là điên thì lên trên này chửi nhau. Đúng không? Các bạn nghĩ nghĩ sao? Có ai có ý kiến gì về những cái chuyện, điều mình vừa nói không? Có phải là cái trước tiên là cái người hối lộ là sai trước không? Đúng không? Chẳng hạn buôn gian bán lậu ấy muốn ỉm cái kiểu của mình đi rồi bắt đầu hối lộ cho cái thằng cảnh sát. Cảnh sát nó cũng nghèo, nó cũng đâu có tiền đâu, nó ăn được thì nó cứ ăn thôi. Đó. Thì cái người nào là người sai trước? Mà hơn nữa, bọn chúng nó cứ nói là cảnh sát hút máu dân mới này cái gì, ăn tiền của dân mới này cái gì. Những thằng có tiền mới mới hối lộ được chứ. Những cái thằng nghèo thì lấy mẹ đâu ra tiền mà hối lộ. Đúng không? Không đủ để vào. Không đủ để vào Việt Nam đâu. Bọn ba sọc bây giờ thử xem nào. Chúng nó già hết rồi, già khắm thối ra rồi, các bạn nhìn thấy không? Đi tổ chức cái ngày ba cái gì tháng tư đen, xong bắt đầu nhảy múa hát ca, xong bắt đầu hát quốc ca. Hôm nào mình sẽ chế vài cái quốc ca cho chúng nó, cho chết cha chúng nó đi. Nhưng mà cái bọn đấy nó làm ra, nó mở ra những cái đấy chỉ để là làm ăn thôi.
lợi lợi ích cho mấy cái thằng nó mở ra đó, nó mở ra nó phải quyên tiền chứ, phải quyên tiền nó mới làm được ăn chứ. Hoặc là bây giờ nó mở ra một cái chợ Tết thì nó phải bỏ tiền ra để nó thuê cái đường đó, rồi nó thuê cái khu đó để cho quay hết vào, xong rồi tiền cảnh sát rồi này kia các thứ, nó bỏ một số tiền ra giống như cái bọn thầu á, bọn giống như là chủ á, nó có tiền á, bây giờ nó cũng làm ra như thế để nó làm ăn. Xong bắt đầu nó mua một cái dãy phố đấy, nó thuê một cái dãy phố đấy, ngày hôm nay tôi thuê bao nhiêu tiếng hay là cả ngày hay là bao nhiêu đấy thì bao nhiêu tiền, bắt đầu nó mới cho lại những cái người mà muốn mang hàng vào trong đấy bán, chẳng hạn như bán bánh mì, bán bánh bánh gì ấy, mỗi một gian hàng nó lấy của người ta bao nhiêu tiền, cái đó là làm ăn, đúng không? Nó cần cái cộng đồng để làm gì, để quảng cáo, để làm ăn. Còn những cái người cứ cứ mù tim mù tịt có xiên vào chính trị thì thiệt thân thôi, để làm giàu cho chúng nó thôi. Người dân làm đúng trước thì quan chức không có cơ hội để nhận hối lộ. Chính xác. Đương nhiên là đúng là như vậy rồi, nhưng mà dân dân có gian thì mới có quan tham chứ, đúng không? Dân mà không gian thì làm sao quan tham được. Thế trước tiên là mình phải phải nhìn cái người dân xem người ta đã có đủ kiến thức để người ta tuân hành cái pháp luật chưa, đúng không? Đi ra ngoài đường đã biết bây giờ mình lái một cái xe, mình cứ đi, mình có gương chiếu hậu, rồi có đầy đủ giấy tờ, cảnh sát vừa mới tuýt lại một cái đưa giấy tờ các thứ này kia các thứ, ai làm gì được mình, ai bắt mình hối lộ, đúng không? Vả vỡ mồm ngay chứ bắt cái kiểu đó. Nhưng mà chẳng qua là tại vì những người hối lộ ấy, người ta biết là người ta sai cho nên là người ta phải hối lộ, đúng không? Còn nếu mà cái người đó mà không sai ấy, hoặc là sai mà ok tôi trả chừng từng đây tiền, đáng ra phải trả 1 triệu chẳng hạn, nhưng mà hối lộ chỉ mất 500 ngàn thôi chẳng hạn vậy, thì tôi đưa 500 ngàn hơn hay là đưa 1 triệu hơn, nói ra cũng biết là gian rồi chứ, chẳng có thằng nào mà vô 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 tội mà tự nhiên xòe tiền ra cho người ta ăn hối lộ cả. Người dân lành đúng trước thì quan chức không có cười, đương nhiên rồi, cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên là kêu gọi mọi người á, muốn triệt những cái người mà ăn hối lộ ấy, thì mình đừng hối lộ, đơn giản vậy thôi. Mà đã hối lộ thì mình phải biết là mình sai, thì mình đừng có chửi người ta, đúng không? Hoặc là chẳng hạn bây giờ như này, cho là bạn làm đúng đi, xong rồi á, xuống mặt xưng mày xỉa, xưng hùng xưng bá như là bố đây á, tại vì bố bố đâu có làm gì sai đâu mà mày bắt bố, bắt đầu tức lên, bắt đầu chửi người ta. Chửi người ta thì bắt đầu người ta là có quyền hành nằm trong tay mà, người ta có thể tìm ra cái chỗ này, tìm ra cái chỗ kia, moi móc cái tội của mình ra. Chẳng hạn như mình lái một cái xe đi, xe cũ chẳng hạn vậy đi, bây giờ mình xuống, mày cảnh sát nó hỏi giấy tờ mày đâu, ok giấy tờ tao đây, hello how are you, à anh có khỏe không, hôm nay làm có vất vả không này kia cái thứ, đúng không? Đưa, mặc dù cái xe của mình là không đủ tiêu chuẩn để lái trên đường, ví dụ vậy, như giờ lấy một ví dụ nhé, mình đưa cái giấy tờ ra một cái, mình biết là cái xe mình nó chẳng hạn nó bị không có một cái đèn hay là nó không có một cái gì đó, chào anh hôm nay anh khỏe không, hôm nay là mệt lắm nhờ, chắc nắng nồi này, trời nắng này mệt lắm nhờ này kia các thứ, vui vui vẻ vẻ đưa giấy tờ cho người ta. Nhưng đây chưa gì đã, mình biết mình sai rồi, cầm mẹ nó cái camera, tôi tội gì mà tuýt tôi lại chẳng hạn vậy, thì cái thằng nó làm cảnh sát nó nhìn nó đã ngứa mắt rồi, nó bảo, mày có cái thái độ này nhất định mày phải có cái gì, mày phải làm cái gì sai thì mày mới có cái thái độ như thế này, hoặc là cho dù là cái thằng này nó không làm sai đi chăng nữa, nó nhìn thấy thái độ đấy nó lại moi ra, nó bắt đầu nó đi vòng 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 cái xe, nó bắt đầu nó tìm ra, cái này mày nắp từ cái lọ mày nắp sang cái chai, có nghĩa là lấy từ cái xe khác mày nắp vào đây,
Hay là nó mở máy này nó xem cái máy này có đúng vào cái số xe này không. Ví dụ vậy, mình nói đơn giản một cái đấy thôi. Cho nên người ta nói là khôn ngoan ra cửa quan mới biết, là như vậy. Trước tiên mình phải làm cho nó thật là nice, thật là cái gì, lịch sự, vui vẻ, đẹp đẽ, đúng không? Mình tỏ ra là một người vui vẻ đi đã trước tiên. Xong rồi nếu cái người ta làm sai, cái cảnh sát làm sai, mình mới có cách để mình nói, mình nhẹ nhàng mình nói, mình này kia các thứ, đúng không? Đây chưa gì đã hùng hùng hổ hổ đấy, tao có tội gì mà mày tuyết tao lại, mày nói cho tao xem là mày có cái gì à, mày đã chào à, ông đã chào tôi chưa, kiểu như thế. Thế làm sao? Cái lý do đấy là khi mà mình xem một cái người, người ta những có những cái câu hỏi cho cái người cảnh sát ở bên này đấy, xong mình có cái thằng ấy nó cũng hỏi là tao thế này, tao không có lỗi thế này thế này thế kia, nhưng mà tại sao nó cảnh sát nó làm tao như thế. Thì cái ông mà ông dạy người ta những cái kiến thức ấy, ông cũng nói, ông bảo do cái mặt mày, cái thái độ mày nó không được đàng hoàng, cho nên cái người cảnh sát người ta có thể có quyền người ta nghi ngờ mày, đúng không? Cái đó là cái quyền. Mà hơn nữa các bạn phải hiểu rằng khi một người cảnh sát người ta xét kỹ một tí thì an toàn cho ai, có phải an toàn cho cả mình nữa không? Bây giờ một cái thằng nó đi một cái xe ăn cắp, nó không mang giấy tờ đi, như cái con bé con mổ hôm nọ quay lên, bây giờ một người gia đình mình bị mất xe, cái xe đó là xe của mình mà cảnh sát nghe nó chửi như thế xong cho nó đi, thế có phải là cái đứa ăn cắp xe nó không không bị bắt không? Thế nào ai thiệt, đúng không? Hải Phòng giờ đẹp lắm, đúng rồi. Giờ bên đó mấy giờ rồi mà dậy sớm thế Lisa? Trời, bây giờ 9:30 tối, chuẩn bị đi ngủ ấy, cái gì mà dậy sớm. Chào chị Lisa Vũ và cả nhà nhé. Hello, chào cả nhà. Đó là tại vì các bạn vừa vừa có bạn hỏi về nói chuyện về tham nhũng, về tham ô mới này cái gì. Các bạn nghĩ Lisa nói có sai không? Sai hay là đúng? Hay là như thế nào? Các bạn cho mình một cái ý kiến đi. Cái gì nó cũng có hai phía hết. Nó một cái bàn tay này vỗ không ra được tiếng, phải có hai cái bàn tay này vỗ thì tiếng nó mới kêu được. Phải do hai người, chứ một người không làm được cái gì hết, đúng không? Mình không hối lộ cho người ta thì làm sao người ta có tiền đút túi, đơn giản vậy thôi. Còn chửi cái người cảnh sát kia này kia các thứ, ai mà không gian, nói thẳng đi, mình đặt địa vị mình làm cảnh sát đi, không cần nói gì, xin lỗi đừng có ai nói đạo đức. Mẹ đến cái giờ đói bỏ mẹ ăn được, cái giờ nương người này cái kia, tự nhiên có người nhét tiền vào túi mình nó sướng không, đúng không? Còn cái lương cao như ở bên này nó khác, cứ suốt ngày chửi người ta. Nhiều người á đút nót hối lộ xong được đi hải ngoại xong quay lại mẹ nó ăn hối lộ của mình, không lại muốn đi nhanh, lại muốn làm hồ sơ nhanh này, này kia các thứ thì về hối lộ. Ở bên này cũng vậy thôi, mình muốn làm một cái passport, mình muốn làm một cái hộ chiếu cho nó nhanh thì mình phải trả gấp đôi tiền lên. Cái đấy không là không phải hối lộ nhưng mà nó có cái giá của nó, có nghĩa là mình trả đắt tiền hơn thì mình sẽ được nhanh hơn, và mình trả cái mức bình thường thì sẽ lâu hơn, chẳng hạn 3 tháng á. Nhưng mà mình muốn cái thời gian nó ngắn lại thì mình trả nhiều tiền lên thì nó sẽ làm gấp cho mình, đơn giản vậy thôi. Theo mình thì mình nghĩ như thế, cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó, chứ cứ ngồi đây ai cũng cũng cái bọn ba que nó cứ làm như chúng nó đạo đức lắm, mẹ gian ở bên này gian bỏ mẹ ăn được, cứ nói phép nó cái gì mà ông gian, trợ cấp cũng gian, thuế cũng gian, cái gì mà ông gian, cái gì không gian, nói xem nào, cứ làm như mình đạo đức lắm, mình cũng gian, con người mà,
Mình không nói mình đạo đức, mình không nói mình tốt hoàn toàn ấy. Mình cũng gian chứ. Có cái gian được, tại sao không gian? Không, đừng có nói là mình thật thà, mình nhặt được một đống tiền. Bây giờ mình mà nhặt được một đống tiền không biết của ai, đút túi chạy đã. Kệ, tính sau. Người nào rơi người ấy chịu, lần sau ấy, cẩn thận tí. Ok, vậy đi nhá. Tâm sự nói cua biển vậy. Thế. Hẹn các bạn hôm khác buồn buồn lại tâm sự tiếp. Chào chị Lisa và mọi người ạ. Đúng không? Nói chung là cuộc sống là như vậy thôi. Cái gì nó cũng có cái trái và cái phải ấy. Chào chị Lisa, chào Minh Nực, chào tất cả các bạn nhé. Đó, hôm nay Lisa vừa, tại vì nói rồi, mình vừa mới đi đám tang về cho nên là mình mặc áo đen, đen từ đầu tới chân luôn. Về thế này nghe cái bản nhạc về cho nên mình cũng thấy đúng, con người mà trước sau rồi cũng phải chết. Tại sao cứ phải hằn học tức giận nhau để làm cái gì? Cái gì nó qua rồi thì cho nó qua đi. Sống để mà hưởng thụ cuộc đời thôi. Làm sao mà phải khổ ấy? Cứ phải tức tối hằn học, giữ trong lòng rồi không có tuồn được ra ngoài. Xong rồi cay cú. Muốn nhanh thì phải bôi trơn. Ừ đúng rồi, đương nhiên rồi, mình muốn nhanh là cái gì này mình cũng phải có cái gì nó áp lực vào chứ. Bọn ba que đi làm bên Mỹ lấy lương một nửa là tiền mặt để trốn thuế chứ tốt đẹp gì, thằng nào cũng vậy, hầu như trừ khi làm cho Tây thôi các bạn ơi, còn nên làm cho người Á hay là cái gì á, 99,9% là cái kiểu như vậy. Tại vì bây giờ mình mà báo thuế đúng với cái giá mà mình làm á, thì cái thứ nhất là cái người chủ cũng phải trả nhiều tiền, cái tiền hưu cho cái người đấy làm. Rồi cái mình lại khai thuế nhiều, mình phải trả thuế nhiều nữa. Thế cho nên là khi mà người ta khai lấy một nửa tiền mặt, lấy một nửa tiền tiền cái gì chi phiếu á, để vào nhà ngân hàng ấy, thì hai bên đều có nợ đó. Nhưng mà cái người khai thuế ít ấy, sau này á nó lợi ngay lúc bây giờ, cái hiện tại trực tiếp, nhưng mà sau này về già ấy, thì mình lại không được cái thuế cao như là mình đi làm mình khai khai hết chẳng hạn vậy. Nói chung là nó túm lại một cục ấy, thằng nào cũng gian hết, cho nên đừng có thằng nào nói phét, thằng nào nói phét thì lên đây nói, nên đây tranh luận đi. Xả nói nào bên này người nào cũng đạo đức, người nào cũng tử tế, bên này người ai cũng đi làm đóng thuế, nghĩa là 100% mà là đi đóng thuế đàng hoàng, không có ai gian lận. Ai mà không gian, thằng nào mà không gian, sống ở cái xã hội này thằng nào cũng gian đấy, không gian này là mở mặt ra, thằng nào mà không gian. Nhưng mà gian gian với cái mức độ gì, gian biết dừng lại, biết quy tắc gian, biết cách gian. Nói chung là như vậy đi. Ai mà không gian, ngày xưa còn 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 dạy nhau cách gian nữa các bạn. Dạy nhau vợ chồng sống này, tách form ra xong bắt đầu ăn trợ cấp rồi này kia các thứ, loạn xì bằng ngầu lên. Cái đó ở bên này ai mà không biết. Cho nên đừng có nói phét mẹ tiên sư bố. Cái bọn nói đến cái bọn đấy là bắt đầu mình đã chuẩn bị mình muốn chửi nó rồi. Cứ nói như cứ làm như ở bên này. Bên này làm sao, tại sao sướng, các vị đi làm nửa tiền mặt nửa tiền gì, xong bây giờ có nhà có cửa rồi, bây giờ về hưu rồi ấy, thì ngồi đấy các vị buồn bỏ mẹ nữa, cứ ngồi nhà thì con cái đi bà nó hết rồi, xong có mỗi mình. Nói thẳng một câu này, mình cũng vậy,
Mình bây giờ mình còn lái xe, mình còn đi đây đi đó, đi chỗ này chỗ kia, tiếng tăm mình còn biết, mình ra ngoài đường mình có thể mình ngồi nói chuyện chơi hay là bắt chuyện đi uống cà phê này kia các thứ mình cũng có thể nói được. Đó. Không nói tiếng này thì nói tiếng kia, nói lung tung lên. Thế mình biết cách để mình sống làm sao cho nó đỡ buồn. Còn sau này về già rồi xe không lái được cái ngồi tu hú ở trong nhà một mình khác mẹ gì đi tù đâu. Sự thật nó là sự thật, đừng có cố mà che nấp nữa, che làm sao được, nói mẹ nó ra đi cho nó xong, bực mình đúng không? Xong ngồi bên này rồi đi sang đây bắt đầu cứ khoe bên này sướng lắm, làm lương cao lắm, làm lương bảy tám gì 70.000 một năm rồi này kia cái thứ, mẹ làm 70.000 một năm đó, mấy ai làm được, mới phải có bằng có cấp đàng hoàng mới làm được chứ. Rồi không đi làm mày ăn trợ cấp rồi nó cũng cho ăn rồi này kia các thứ. Đói rách mồm ra, đói dã họng ra bày đặt. Ở Việt Nam quan thì tham, dân thì gian, chính quyền còn phải đấu. Đấu tham nhũng nhiều năm, tuyệt đại đa số dân Việt vẫn tin vào cái lò hồng của Bác Trọng. Nói chung là người ta chưa thể áp dụng cái luật ở bên này được các bạn. Chưa thể nào áp dụng được cái luật ở bên hải ngoại này về Việt Nam được. Sẽ có. Sẽ được. Nhưng mà lúc đấy rồi á còn kêu nữa. Đúng không? Bên này là mình đã nói rồi, con người nó giống như con lợn ấy, nó muốn vỗ béo con lợn để nó bán, nó lấy tiền. Thì nó phải cho các bạn ăn cho nó đầy đủ này kia, cuộc sống cho nó đàng hoàng để các bạn làm ra tiền cho nó. Đó là cách cách của một người nuôi lợn. Nói đơn giản vậy thôi. Cái nó mày ăn gian tao cứ cho mày ăn gian đi, mày có gian thì mày có được gian thì mày mới 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 đi bỏ cái số tiền ra mày đi đầu tư chỗ này đầu tư chỗ kia chẳng hạn như vậy. Đúng không? Chứ còn nó bóp chặt quá thì người ta đâu có làm ăn gì gì được đâu. Đúng không? Thế có phải những cái thằng mà nó có tiền nó gian lận nó đi ra nó làm những cái mở công ty rồi nó mở nhà hàng rồi nó mở cái này mở cái kia thì có phải nó nuôi được bao nhiêu người nữa không? Từ cái gian này nó có cái lợi cho cái kia nữa. Đâu có phải hoàn toàn nó bắt chẹt cái gì cũng 100% perfect. 100% cái gì cũng đẹp hết. Thì những cái người đói chỉ có đói chết thôi. Đúng không? Phải có cái thằng này nó gian rồi nó có tiền nó bỏ ra nó mở công ty nó mở mở nhà hàng nó mở cái này cái kia rồi nó mời những cái người không có công ăn việc làm mới vào làm thế lại có tiền nó gian có nhiều cái lợi mà đó, mọi người nhìn 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 cuộc sống bình thường đi bình tĩnh đi chứ cứ bất mãn thì chỉ có khổ cả cuộc đời thôi cuối cùng rồi cũng thế. Cuối cùng thành tro thôi. Ok. Vậy nha các bạn. Chào tất cả mọi người. Bye bye.